Tôi sẽ nói về cái vấn đề điều trị phối hợp kháng sinh. Thì trong cái chuyên đề này thì lúc đầu thì các bạn đặt cho chúng tôi là cái điều trị nhiễm khuẩn nặng phức tạp, thành ra chứ không phải đặt là cái vấn đề nhiễm khuẩn huyết. Là chúng tôi xin giới thiệu qua thế nào là nhiễm khuẩn nặng và phức tạp. Chúng ta hiểu một cách nôm na đơn giản là nhiễm khuẩn nặng và phức tạp là những cái tình trạng nhiễm khuẩn mà nó đe dọa tính mạng, nó đòi hỏi cái người thầy thuốc là cần phải ngay tức thì và có một cái thái độ hết sức dứt khoát, chúng ta mới có thể cứu mạng được bệnh nhân. Thì trong đó thì những cái nhiễm khuẩn nặng phức tạp thường gặp trong bệnh viện chủ yếu chúng ta sẽ gặp ở các cái khoa hồi sức và những cái khoa mà có những cái phòng mà chăm sóc đặc biệt. Và thường gặp nhất là chúng ta gặp những nhiễm khuẩn là viêm phổi bình thường, viêm phổi liên quan thở máy, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng, nhiễm trùng tiết niệu có biến chứng và những cái nhiễm trùng da mô mềm. Đây là những cái tình trạng mà chúng ta có thể nói rằng là nhiễm khuẩn rất nặng và nó đòi hỏi cái người thầy thuốc là phải có một cái thái độ xử trí thích hợp. Và cái thái độ xử trí thích hợp ở đây là chúng ta ngoài những cái biện pháp hồi sức thì chúng ta trong vấn đề điều trị thì kháng sinh của chúng ta phải cho đúng ngay từ thời điểm đầu tiên. Và cái chiến lược hợp lý hiện nay đó là chúng ta biết là đối với những nhà hồi sức cũng như là những nhà làm về công tác truyền nhiễm thì nó là cho đúng kháng sinh từ cái thời điểm đầu tiên. Nói đến cái tác nhân gây bệnh thì hồi nãy thì cái bài của Phó Giáo sư Tuấn cũng như là Tiến sĩ Nhung đã nêu rồi, chúng tôi xin nói ngắn gọn như thế này. Thường chúng ta thấy rằng là chủ yếu hiện nay vẫn là nhiễm khuẩn gram âm, bên cạnh đó chúng ta có một cái tỷ lệ nhiễm khuẩn gram dương và nhiễm nấm. Và những cái tác nhân gây bệnh thường gặp trên lâm sàng vẫn là các cái vi khuẩn thuộc họ vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae như là E. coli, Klebsiella, Pneumonia v.v. và những cái vi khuẩn thông lên men như là Pseudomonas aeruginosa hoặc là Acinetobacter baumannii và một số các vi khuẩn khác. Và trong các cái vi khuẩn gram dương thì chúng ta chú ý đến các cái tụ cầu trùng vàng Staphylococcus aureus, ngày giờ cái con nổi bật là kháng methicillin MSA. Bên cạnh đó chúng ta cũng đừng quên những cái vai trò của những cái con Streptococcus cũng như là những cái cầu cụm ruột Enterococcus. Mà chúng ta nhớ rằng là có những cái con đã kháng và vaccine như là Enterococcus faecium. Và cái vị trí nhiễm khuẩn chúng ta thấy là thường gặp ở ICU cũng như là những cái bệnh những khoa lâm sàng là phổi, nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng da mô mềm hay từ bào từ đường tiết niệu hay là từ hệ thần kinh trung ương. Trong một cái nghiên cứu của châu Á đó thì mình thấy rằng là ở 137 cái ICU châu Á với 478 mẫu cấy thì người ta cũng ghi nhận đến 78,5% là vi khuẩn gram âm và chỉ có khoảng 15% là vi khuẩn là tụ cầu trùng vàng. Ngoài ra khoảng 5% còn lại là các vi khuẩn gram dương khác hoặc là các vi khuẩn yêm khí hay là nấm. Trong một cái nghiên cứu của chúng tôi làm tại bệnh viện Chợ Rẫy kết hợp với bệnh viện Nhân dân Gia đình, bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện 175 và bệnh viện Đại học Y Dược thì mình cũng thấy là cũng đến gần 80% nó là nhiễm khuẩn của nó là các vi khuẩn gram âm. Và trong đó ghi nhận khoảng 20% là vi khuẩn gram dương. Và cụ thể hơn nữa thì tụ cầu trùng vàng kháng methicillin MSA thì chiếm khoảng 15%. Và cái vấn đề đặt ra cho chúng ta, các thầy thuốc chúng ta đó là cái tình hình đề kháng kháng sinh nó càng ngày nó càng gia tăng. Và cái tình hình đề kháng kháng sinh này chúng ta thấy là nó tỷ lệ thuộc, ví dụ cho đây mình có MSA gia tăng, cái mức độ đề kháng càng ngày càng cao, rồi các cái cầu trùng ruột rồi hoặc là các cái còn mà với cầu mà kháng cái chloroquinolone chúng ta thấy là cũng càng ngày càng gia tăng, rồi pseudomonas cũng vậy. Một cái nghiên cứu trước đây mà chúng ta thấy là trong đó có một cái phần tham gia của nước Việt Nam chúng ta để đánh giá thì chúng thấy là các cái vi khuẩn gram âm mà CSGL đó giờ nó gia tăng rất là ghê ở trong cái môi trường của tại bệnh viện Chợ Rẫy nơi chúng tôi công tác thì có những năm nó đã lên đến khoảng trên 50%. Và sau khi áp dụng các cái biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tốt thì cái tỷ lệ SDL nó có giảm. Mình thấy là nếu mà so sánh các cái nước như là Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Singapore thì chúng ta cũng có hẹn ở trong cái nhóm mà những nước mà có các cái vi khuẩn đề kháng. Và gần đây thì trong các cái họ vi khuẩn đường ruột mà nó kháng các bên em cũng đã được ghi nhận. Đối với lại
CDC cũng như là CDC này, CDC của Mỹ và các tổ chức y tế thế giới, thì mình thấy rằng là những cái vấn đề người ta đặt ra một cách hết sức khẩn trương hiện nay đó, đó là các cái họp cái khuẩn đường ruột Enterobacter Trachea mà nó kháng với capavanem. Vì chúng ta biết rằng capavanem là một cái vũ khí, có thể nói nó là vũ khí chiến lược như là tên lửa mà để chúng ta sử dụng trong các cái nhiễm trùng nặng, mà bây giờ bắt đầu nó cũng đề kháng. Còn cái mức độ ít nghiêm trọng hơn á, thì chúng ta thấy rằng là bên đó người ta đề nghị chú ý tới các cái họ với khuẩn đường ruột GSPL, ngoài ra thì có Acinetobacter baumannii đa kháng cũng như là Pseudomonas aeruginosa đa kháng. Đây là những cái con vi khuẩn mà hiện giờ chúng ta đang tập trung và tốn rất nhiều cái để mà nhằm giải quyết. À, khi nói đến cái chuyện nhiễm khuẩn nặng thì thực sự mà nói thì chúng ta không bao giờ bàn về những cái thuật ngữ. Trước kia thì chúng thấy là đối với một cái tình trạng bệnh nhân có sốt, nhịp tim nhanh và chúng ta phát hiện được một cái ổ nhiễm khuẩn nào đó thì chúng ta coi như là nhiễm trùng, và khi mà nó có những cái rối loạn của những chức năng của các phủ tạng thì chúng ta coi như là sepsis. Sepsis thì thực sự ra đúng là nghĩa là, thì đấy thì tôi cũng có nêu, chúng ta nếu dịch là nhiễm khuẩn huyết thì hoàn toàn nó không hợp lý. Trước kia chúng ta thấy là nó còn có chữ bacteriemia là vãng khuẩn huyết hay là vô khuẩn huyết, rồi septicemia hay septicemia mới là nhiễm khuẩn huyết. Nhưng mà hai cái thuật ngữ đó hiện nay đó nó dần dần có lẽ là nó bị lãng quên. Nhiễm khuẩn huyết hiện giờ chúng ta dùng cái chữ BSI, tức là bloodstream infection, tức là trước kia nói chung thấy là phát hiện được vi khuẩn trong máu thì người ta coi như là nhiễm khuẩn huyết. Nhưng mà chúng ta thấy là rõ ràng kết quả vi sinh trong những trường hợp nhiễm khuẩn nặng đâu phải lúc nào chúng ta tìm được vi khuẩn. Những nơi nào mà cấy giỏi lắm nó chỉ lên được 40%, còn trung bình mà cấy ra được 20% ở trong máu là đã là giỏi lắm rồi. Thành ra có nhiều các cái tình huống lâm sàng nó sẽ khác nhau. Ở đây mình thấy rằng khi có bạch cầu tăng, có CRP tăng, có procalcitonin tăng, kết hợp với lại có sốt, có nhịp tim nhanh, có tìm được cái nguồn nhiễm khuẩn và sau đó nó có thay đổi những chức năng phụ tạng thì chúng ta có thể coi như là sepsis được. Ngược lại, nó có những cái tình huống khác mà trên lâm sàng chúng ta sẽ gặp bệnh nhân vào với chúng ta trong một cái bệnh nặng có rối loạn chức năng đa tạng. Chúng ta phát hiện đã có sốt, có nhịp tim nhanh, có tìm được cái nguồn nhiễm khuẩn và bên cạnh đó chúng ta thấy có bạch cầu gia tăng hoặc là có CRP, có procalcitonin tăng thì nhanh chóng chúng ta thấy rằng đây có thể gọi sepsis và chúng ta nhanh chóng qua đi tìm và chúng ta giải quyết. Và như vậy thì hồi nãy thầy Tuấn Dông này đã nêu rồi, đối với mặt với tình trạng sepsis là những cái tình trạng rối loạn của những chức năng cơ quan, đây là cái tình trạng những cái dấu hiệu báo động những rối loạn về hệ thống tuần hoàn, ví dụ như tụt huyết áp, nhịp tim nhanh, có tăng lát tắc máu vân vân, rồi tổn thương những của thận, của gan, hay là có những cái rối loạn ở đường hô hấp, thở nhanh, rồi có hạ oxy máu, hay là có những cái rối loạn về ý thức, rối loạn của hệ thần kinh trung ương, hay là chúng ta biết là cái hệ đông máu cũng bị ảnh hưởng, có các tiểu cầu giảm. Thì đây là những cái biểu hiện của chất phụ tạng mà cái người đầy thuốc lâm sàng chúng ta phải nghĩ ngay đến là sepsis. Và cái vấn đề điều trị sepsis, vừa nãy chúng ta cũng đã nghe rồi, ngoài vấn đề ổn định huyết động bằng cách chúng ta truyền dịch, dùng thuốc vận mạch, chúng ta có thể nâng đỡ cơ thể cũng như là dùng các cái biện pháp điều trị hỗ trợ khác, ví dụ như có thể là lọc máu bằng cái hệ thống ECMO. Bên cạnh đó, đối mặt với vi khuẩn, cái vấn đề chúng ta kiểm soát nguồn nhiễm khuẩn và điều trị kháng sinh là cái vấn đề thầy thuốc chúng ta phải chú ý ngay từ đầu. Và chúng ta biết rằng khi mà kháng sinh chúng ta điều trị không thích hợp thì nó đồng nghĩa với gì? Nó đồng nghĩa với gia tăng cái tỷ lệ tử vong. Mình thấy đây, ví dụ như trường hợp viêm phổi, cái màu xanh đen đậm này là chúng ta điều trị không thích hợp, và cái màu nhạt này là cái điều trị thích hợp, thì tất cả viêm phổi, nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng da mô mềm, nhiễm trùng tiết niệu v.v. thì chúng ta thấy là khi điều trị không thích hợp thì cái tỷ lệ sống của bệnh nhân là thấp, nghĩa là tỷ lệ tử vong tăng cao. Và cái vấn đề chúng ta đặt ra đây, cái sơ đồ này nếu các bạn nào mà làm hồi sức quen đó thì chúng ta thấy là một cái nghiên cứu của Kuma cũng rất lâu rồi, từ năm 2006 đang trong critical care đó. Ông này ông ấy làm một cái nghiên cứu và ghi nhận như thế này: khi kháng sinh chúng ta có điều trị thích hợp, tức là hiểu theo cái nghĩa chúng ta đã chọn đúng kháng sinh với tác nhân gây bệnh, nhưng cái thời gian là cho là hết sức quan trọng.
Nếu chúng ta cho sớm ngay từ những thời điểm đầu khi bệnh nhân bắt đầu có tụt huyết áp thì cái tỷ lệ sống của bệnh nhân rất cao, có thể đến 90% hoặc hơn. Nhưng cứ mỗi giờ chúng ta cho chậm, thì dù kháng sinh chúng ta cho đúng đi nữa thì cứ mỗi giờ cái tỷ lệ tử vong nó tăng lên 7-8%, hay là nói khác đi, cái tỷ lệ sống của bệnh nhân giảm đi 7-8%. Và như vậy nếu đến cái giờ thứ 36 và chúng ta có chọn kháng sinh đúng, con vi trùng này nó rất nhạy kháng sinh này, nhưng mà đến giờ thời điểm này chúng ta mới cho thuốc thì cái tỷ lệ tử vong của chúng ta cao lắm, cái tỷ lệ sống còn có 5% thôi. Như vậy hiểu rằng cái thời điểm cho kháng sinh là hết sức quan trọng. Đây một cái slide tương tự cho thấy rằng là những cái trường hợp của chúng ta cái tỷ lệ tử vong nó sẽ gia tăng nếu mà chúng ta mua. Hồi nãy thầy Tuấn có nêu trong cái gói mà SSC mới năm 2018 cập nhật đó, mình thấy là cái gói trong một giờ thì rõ ràng ngoài những cái biện pháp đo lắc tác cháy máu vân vân thì kháng sinh người ta cho thật sớm nếu có thể. Đã là một giờ mà lại còn sớm nếu có thể, tức là chúng ta còn cho càng nhanh càng tốt. Như vậy thì đối với lời về khía cạnh mà điều trị nhiễm khuẩn nặng ở chúng ta khởi đầu kháng sinh sớm, trước hết thì chúng ta có cấy máu. Và cái vấn đề kháng sinh ở đây thì nói lên cái điều gì? Chúng ta cho đúng kháng sinh phổ rộng ngay từ đầu. Kháng sinh phổ rộng ở đây nghĩa là chúng ta có thể đơn trị liều cũng được, nếu kháng sinh đó phụ được đủ các cái vi khuẩn mà chúng ta nghĩ nó là vi khuẩn gây bệnh. Nếu trường hợp nó không phụ được cái nguồn gây bệnh thì chúng ta nên phối hợp kháng sinh. Và sau đó chúng ta phải có để cái thời gian chúng ta xem xét lại, tức là trong 1-2 ngày sau đó chúng ta xem xét lại xem cái điều trị kháng sinh ban đầu thì của mình có đúng hay không, đánh giá tình hình kháng thuốc tại chỗ và chúng ta kiểm soát cái nguồn nhiễm khuẩn. Kiểm soát nguồn nhiễm khuẩn ở đây, nếu nó là những cái ổ áp xe, nó là những cái thiết bị chúng ta đưa vào trong cơ thể, nó là cái nguồn mà phát tán các vi khuẩn gây bệnh thì chúng ta phải nhanh chóng chúng ta giải quyết. Ví dụ như chúng ta rút bỏ những cái cateter mà chúng ta nghi nó là cái ổ nhiễm khuẩn, cateter đường tiết niệu, cateter đường tiết dịch trung tâm, hoặc là những cái ổ áp xe chúng ta phải rạch tháo mủ. Hay trong những trường hợp hồi nãy thì tôi có nêu, với những cái kỹ thuật hiện đại bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể phẫu thuật bằng nội soi để mà chúng ta giải quyết những cái ổ nhiễm khuẩn sâu. Như vậy thì kháng sinh chúng ta cho sớm nhưng mà có thể còn rất sớm nữa, đó là trong những cái trường hợp rất nặng, ví dụ như trong sốc nhiễm khuẩn hoặc là nhiễm não mô cầu. Chúng ta thấy rằng là đây trường hợp chúng ta cho rất là nặng và chúng ta càng phải cho càng nhanh càng tốt, thời điểm cho kháng sinh phải chạy đua với thời gian. Và như vậy thì điều trị kháng sinh đó, thấy là ngoài cái chuyện đúng kháng sinh, đúng liều thì phải đúng ngay từ đầu. Đúng ngay từ đầu bằng cách là gì? Kháng sinh của mình á, nó phải phụ được các cái vi sinh vật hay là vi khuẩn mà chúng ta nghĩ rằng đó là tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó chúng ta đừng quên những cái khái niệm. Ở đây cái khái niệm mà điều trị đủ, tức là adequate và thích hợp, appropriate. Cái chữ này appropriate therapy với lại adequate therapy đôi khi một số các tác giả dùng nó cũng có thể có ý nghĩa tương tự nhau. Nhưng mà giáo sư Jean-Louis Vincent á, thì ông ấy dùng cái chữ này á, dùng với một cái nghĩa là chọn đúng cái kháng sinh phù hợp với là cái tác nhân gây bệnh, hoặc đủ nghĩa là đã chọn đúng kháng sinh đúng nguồn dùng. Và đối với những tài liệu thì khi các bạn tham gia vào trong quá trình hội chẩn, chúng ta đừng quên chúng ta chọn đúng thuốc nhưng mà nó phải vào được cái ổ nhiễm khuẩn của mình. Tôi lấy ví dụ, nếu chúng ta cho kháng sinh điều trị viêm phổi và cái thuốc nó ngấm ở mô phổi quá kém thì nó hiệu quả điều trị không có. Ví dụ aminolycosis, không có ai điều trị đơn thuần aminolycosis để điều trị viêm phổi. Hoặc là chúng ta điều trị viêm màng não thì kháng sinh nó phải xuyên qua được hàng rào máu não, nó vào dịch máu thì nó mới có tác động. Mình chọn kháng sinh tốt tuyệt đối với vi khuẩn, ví dụ streptococcus pneumoniae ở viêm phổi chúng ta có thể điều trị được. Nhưng mà đối với viêm màng não mà chúng ta chọn thuốc cũng streptococcus pneumoniae, nhưng mà nếu kháng sinh mà chúng ta chọn không qua được hàng rào máu não thì hoàn toàn chúng ta sẽ thất bại. Và như vậy cũng nói lên cái gì? Cái liều thuốc khi mình chọn trong những trường hợp nhiễm trùng hay đường tiết trung ương, đôi khi mình thấy là cái liều của nó cao hơn là, ví dụ như streptococcus bình thường chúng ta chọn có 2 gram một ngày, nhưng mà trong viêm màng não 4 gram. Ceftazidime bình thường 3 gram, trong viêm màng não 6 gram. Đó.
Meropenem, chúng ta chọn cho viên mần não, chúng ta thấy coi bình thường chúng ta dùng 3 gram một ngày là đủ. Viên mần não phải 2 gram nhân 3, chúng ta phải gấp đôi cái liều lên thì nó mới đủ cái nguồn thuốc để mà vào được cái ổ nhiễm khuẩn. Và một cái điều nữa lưu ý là chúng ta cần phải phối hợp nếu cần thiết. Như vậy thì đối với lại những cái nhiễm khuẩn nặng đó, chúng thấy là bốn yếu tố chúng ta cần chú ý: bệnh nhân, vi sinh, nguồn bệnh và mức độ nặng. Và cái thời gian chúng ta thấy không, chúng ta cho càng sớm càng tốt để chúng ta có thể cứu giá được và kiểm soát được cái tình thế. Và trong cái quá trình điều trị như vậy thì ngoài cái đánh giá cái hiệu quả vaccine, chúng ta kiểm soát được cái tình trạng của nhiễm trùng, thì chúng ta cũng phải luôn luôn chú ý đến vấn đề kháng thuốc và cái độc tính do chúng ta dùng thuốc. Một số bạn, nhất là một số các bạn trẻ không chú ý đến vấn đề này đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta chỉ lo có mỗi kháng sinh thì chúng ta quên rằng những cái tác dụng phụ của thuốc mà chúng ta dùng đó nhiều khi nó gây hại cho người bệnh và bệnh nhân cuối cùng lại chết vì những tác dụng phụ của thuốc. Ví dụ như chúng ta dùng thuốc trong bệnh nhân suy thận ở những nơi không có điều kiện lọc máu, hoặc là lọc máu cho chậm, cuối cùng bệnh nhân chết thì tăng kali máu chết. Nó chưa chết vì bệnh, nó lại chết do cái tác dụng phụ của mình. Mà cái điều đó mà chúng ta không chú ý thì là rất là thiếu sót. Thì hiện nay cái giải pháp nào để cho chúng ta điều trị các cái vi khuẩn đa kháng, thì ngoài những cái tiếp cận mới hiện nay đó, chúng ta phải cải thiện cái điều kiện chẩn đoán. Cái điều kiện vi sinh hồi nãy mà tiến sĩ Hồng Nhung đã nêu, chúng ta biết rằng là nó giúp cho mình cải thiện rất nhanh và rất sớm trong trường hợp mà chúng ta có cái bệnh phẩm, chúng ta cấy lấy bệnh phẩm đúng và chúng ta cấy như chúng ta làm các chương trình hiện giờ. Có những người đã có những cái kỹ thuật hiện đại cho chúng ta kết quả rất là nhanh, rất sớm, trong vòng một hai ngày chúng ta có được rồi. Ngoài ta, người ta cá thể hóa cái trị liệu những trường hợp những vấn đề khác, và chúng ta tối ưu hóa các cái điều trị, và trong đó người ta ghi nhận cả cái vấn đề phối hợp vaccine. Cái vấn đề tối ưu hóa cái kỹ thuật của chúng ta, khi chúng ta dùng vaccine thì chúng ta cần phân biệt các cái nhóm kháng sinh, các cái nhóm kháng sinh phụ thuộc nồng độ, các cái nhóm kháng sinh phụ thuộc thời gian. Thì chúng ta đối với lại các cái nhóm kháng sinh phụ thuộc nồng độ đó, thì chúng ta cần tối ưu nó bằng cách là chúng ta đạt cái Cmax sớm, hoặc là đạt cái diện tích dưới đường cong AOC sớm trên MIC, trên chuyên ngữ MIC, để chúng ta có thể đạt được. Ví dụ như aminolocosis, chúng ta có thể đạt Cmax gấp 10 lần cái MIC, thì như thế thì hiệu quả điều trị của chúng ta sẽ rất tốt. Còn ví dụ như các cái fluoroquinolone chẳng hạn, AOC trên MIC của chúng ta đối với vi khuẩn gram âm, chúng ta đạt ít nhất là trên 125, hay tốt nhất là 150. AOC trên MIC mà được trên 150 thì hầu như chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả điều trị. Còn đối với vi khuẩn gram dương á, thì AOC trên MIC chúng ta không cần cao lắm, chỉ khoảng 60 là chúng ta có thể đạt yêu cầu rồi. Đấy, với những cái kiến thức này thì chúng ta, còn đối với lại những cái kháng sinh phụ thuộc thời gian, ví dụ như cặp Avenem hoặc là một số các cái Betalutam, thì cái ngưỡng của chúng ta không cần đạt cái nồng độ thuốc quá cao, mà chúng ta chỉ cần nó vượt ngưỡng MIC, và chúng ta duy trì làm sao cái thời gian của cái nồng độ thuốc trên MIC nó càng dài càng tốt. Tất nhiên về mặt lý thuyết đó, thì chúng ta truyền liên tục thì nó sẽ là càng dài càng tốt, nhưng mà chúng ta là phải tính toán đến những cái vấn đề là cái thuốc nó có bị hư theo ánh sáng không, có bị hư theo cái thời gian hay không. Do đó thì mỗi cái loại thuốc thì chúng ta cần phải chú ý cái này. Ví dụ như với imipenem cilastatin thì người ta khuyến cáo với chúng ta truyền một ngày 4 lần, cách nhau mỗi 6 giờ, và cái thời gian truyền chúng ta đạt hiệu quả tối ưu là một thời gian liều chúng ta khoảng truyền một lọ 0,5, hoặc là chúng ta dùng 1 gram trong 3 tiếng một chúng ta truyền thì nó đạt được cái hiệu quả tối ưu. Đó là cái cách làm mà chúng ta thấy là hiện giờ chúng ta tối ưu cái kết quả điều trị như vậy. Một số cơ sở hiện đại hơn thì người ta có thể đo được các nồng độ thuốc, ví dụ như ở tại bệnh viện Chợ Rẫy là nơi mà chúng tôi có thực hiện được các cái ghép tạng, ghép cơ quan, có thể đo được nồng độ thuốc, thì nó sẽ giúp cho mình đạt được chính xác cái nồng độ thuốc, duy trì nó trên ngưỡng MIC bao nhiêu để chúng ta đạt cái hiệu quả điều trị và giảm được cái độc tính cho người bệnh. Và khi nói đến vấn đề phối hợp kháng sinh thì chúng thấy rằng là chúng ta, lợi điểm của chúng ta là chúng ta có thể được đạt được cái phổ kháng khuẩn rộng, và chúng ta đạt được cái tối ưu khi chúng ta dựa trên cái phối hợp, dựa trên các cái kiến thức về PKPD, và chúng ta giảm được cái tiềm năng kháng thuốc cũng như là hạn chế được cái độc tính thuốc gây ra cho người bệnh. Hiện giờ thì người ta ứng dụng các cái phân tầng nguy cơ trong cái điều trị nhiễm khuẩn để làm gì? Để là chúng ta biết rằng là không phải trường hợp nào chúng ta cũng cần các kháng sinh phổ rộng trong điều trị ngay từ đầu.
và cũng không phải trường hợp nào cần trường hợp nào chúng ta cũng cần phải phối hợp ngay từ đầu. Do đó đó, thường thường người ta sẽ phân nhóm nguy cơ của bệnh nhân dựa trên các yếu tố sau: dựa vào tiền sử của bệnh nhân, có nằm điều trị ở bệnh viện chưa, có làm các cái thủ thuật chưa, ví dụ như có được tiêm tuyến mạch, có được chạy thận nhân tạo, có được các cái sông được chích niệu, vân vân, hoặc là bệnh nhân đã được điều trị kháng sinh trước đó hay chưa. Thì đó là những cái yếu tố mà người ta quan tâm. Rồi một cái yếu tố trên người bệnh nữa là cái đặc điểm của cơ địa của người bệnh. Bệnh nhân này tuổi trẻ hay là người cao tuổi, bệnh nhân này có những bệnh lý khác kèm theo hay không, ví dụ như có bệnh thận, gan, vân vân, hoặc là có nhiều các cái bệnh nền, ví dụ như đái tháo đường, đang sử dụng các cái thuốc chế biến dịch, ví dụ như dùng corticosteroid kéo dài hay là các thuốc chống thải ghép, vân vân. Đây là những yếu tố mà nó có thể góp phần làm cho người bệnh có nguy cơ nhiễm các cái vi khuẩn nặng. Và chúng ta hiện giờ bổ sung thêm một cái chỗ là chúng ta có thể đánh giá mức độ nặng vào cái dựa vào trên cây những cái thang điểm, ví dụ như dựa vào sofa và đấy chúng ta đánh giá vào chi giác, dựa vào huyết áp, phải đánh giá nhiệt thở bệnh nhân nhanh chóng để chúng ta phát đoán được là bệnh nhân này có khả năng là sepsis hay là không sepsis, hoặc là dựa vào thang điểm Kaposi, vân vân. Thì dựa những cái phân nhóm này thì chúng tôi chủ yếu sẽ phân cho năm cái nhóm bệnh này để chúng ta biết được là nguy cơ khả năng của bệnh nhân nó thuộc cái nhóm nào để chúng ta điều trị. Và như vậy thì đối với lại điều trị nhiễm khuẩn á, khi trước khi chúng ta biết được tác nhân gây bệnh là gì, thường chúng ta sẽ phải điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm và chúng ta chọn kháng sinh phổ rộng hay chúng ta phối hợp kháng sinh. Nhưng mà một cái điều tiên quyết chúng ta chú ý ngay từ đầu, các thầy nãy giờ nói ngay từ đầu, trước khi cho kháng sinh bao giờ chúng ta cũng phải lấy bệnh phẩm để cấy, cấy máu, cấy đàm, cấy nước tiểu, cấy dịch não tủy, vân vân. Để làm gì? Để chúng ta có những cái thông tin về dữ liệu vi sinh học. Và thường thường nếu mà kết quả của vi sinh học ra là vi khuẩn gram dương, thường thì chúng ta rất là đơn giản, vì các vi khuẩn gram dương mà chúng ta ngần ngại nhất hiện nay là MRSA, VRSA hay là VRE, tức là Enterococcus faecium mà kháng vancomycin. Và như vậy thường thường nó sẽ nhạy với lại những cái kháng sinh chúng ta có. Ví dụ như đây là những cái vắc xin mà chúng ta điều trị với là MSA đây, vancomycin, linezolid, tetracycline, daptomycin, telavin. Đây là những cái vắc xin mới. Thế tuy nhiên khi sử dụng những kháng sinh này thì chúng ta cũng cần phải chú ý. Ví dụ như tetracycline thì chúng ta nếu sử dụng cho viêm phổi thì chúng ta phải dùng cái liều khá cao vì cái chuyện mà thuốc này nó vào trong viêm phổi tốt. Hay là cái nồng độ của tetracycline đó, khi chúng ta tiêm truyền vào trong mạch máu á, thì nó khuếch tán rất nhanh ra các cái phần giác bào và vào trong mô. Do đó đó, chúng ta điều trị nhiễm khuẩn huyết thì thường sẽ không hiệu quả. Vì lý do đó mà chúng ta thấy là tetracycline hiện giờ người ta chỉ chủ yếu chỉ định trên cái nhiễm trùng da mô mềm và nhiễm trùng ổ bụng. Và nếu chúng ta sử dụng cho những cái tạng khác, chúng ta phải dùng cái liều rất cao. Ví dụ như kinh nghiệm chúng tôi để mà dùng trong những cái trường hợp đã khác, có khi mình phải dùng cái liều tải đó, liều nào đó là 200mg, rồi sau đó chúng ta mới dùng cái liều nghiêm chỉnh. Hay là daptomycin cũng vậy. Daptomycin thì chúng ta thấy là chúng ta sử dụng cho phổi cũng không tốt, vì nó cũng bị bất hoạt rồi sủi tào phổi. Tuy nhiên daptomycin lại tốt cho trong những trường hợp huyết hoặc là viêm nội tâm mạc có nhiễm khuẩn mà do các cái con trùng này, thì tùy theo những cái trường hợp. Hiện giờ thì chúng ta có linezolid, có tedesolid và cái thế hệ sau của cái nhóm oxazolidino là có rất tốt trên cho các cái con trùng gram dương. Hay là chúng ta biết là các cái cầu trùng ruột kháng vancomycin cũng vậy. Đây là những cái thứ thuốc mà chúng ta có thể ưu tiên chọn. Và đối với vi khuẩn gram dương á, thì thường chúng ta không cần phải phối hợp, chỉ chọn một cái thuốc mà nó có tác động đúng vào cái cơ quan đích mình mong muốn thì là tốt. Nhưng mà đáng ngại nhất bây giờ là gì? Đáng ngại nhất là các cái con vi khuẩn gram âm, đặc biệt là có cái con vi khuẩn Shigella và các cái con vi khuẩn mà nó sinh ra Capsaicin, nó thủy giải cái vi giải các cái Capsaicin.
thì cái đó nó mới là các cái tác nhân mà mình đáng ngại bây giờ. Và cái vấn đề đặt ra cho chúng ta là thường là phải phối hợp kháng sinh. Đây chúng ta biết rằng đây là những cái thuốc mà hiện giờ là những cái thuốc mà kháng vi khuẩn gram dương mới được chấp thuận, người ta cho trong chúng ta trong các cái điều trị, trong đó có telavancidone, nhưng là đây là những cái glycopeptide mới, tedizolid là oxazolidinone mới. Đây là những cái chỉ định của họ trong những cái nhiễm trùng da do vi khuẩn hoặc là những viêm phổi vi khuẩn thở máy vân vân. Đây là những cái mà chúng ta có thể tham khảo thêm, hoặc là một cái quinolone mới đây cũng là dùng cho vùng nam dương tốt. Nhưng mà cái vấn đề trở ngại như đấy tôi nói ngay từ đầu á, nhiễm khuẩn nặng ở các nước hiện nay cái xu hướng đó là vi khuẩn gram âm. Ở Việt Nam chúng ta cũng 70% thậm chí hơn là vi khuẩn gram âm. Và chúng ta biết rằng nếu theo cái tiến trình ở bình thường á, vi khuẩn gram âm từ những cái chủng hoang dại khởi đầu, thấy rằng lúc đầu á chúng ta thấy điều trị penicillin rất tốt, rồi sau đó đó nó sẽ chúng ta bắt đầu dùng kháng sinh mở rộng hơn là ampicillin, rồi nó lại tiếp tục nó sinh ra các cái beta gamma nó kháng, ví dụ như là những cái gen tem v.v. thì chúng ta lại dùng các cái thuốc thế hệ mới sau là các cefepime thì rất tốt. Nhưng đến lúc mà nó sinh ra các cái beta gamma phổ rộng thì chúng ta thấy là cái vũ khí của chúng ta là gì, là carbapenem. Rồi bây giờ nó lại sinh ra cái carbapenem rồi nữa thì chúng ta còn cái gì nữa, chúng ta lại bắt đầu quay trở lại dùng cái thuốc mà trước kia chúng ta không xài nữa, đó là các polymyxin. Cái thời gian chúng tôi ra trường thì polymyxin là chỉ dùng để nhỏ tai và nhỏ mắt thôi, colistin không mấy người ta dùng. Nhưng bây giờ vì nó đề kháng quá, bắt đầu chúng ta quay lại colistin là cái polymyxin ơ, và chúng ta dùng nó như là một cái vũ khí chiến lược để phối hợp các những kháng sinh khác chúng ta điều trị các cây của nhau. Thế bây giờ nó có nhằm cái nhóm chính của cái carbapenema hồi đấy mà tiến sĩ Nhung có nêu ra, đó là class A, class B, vâng. Thì đây tùy theo các cái gen này mà chúng ta sẽ phải chọn những cái thuốc làm sao cho nó phù hợp. Cái khó của mình là như vậy, đối với lại các cái con vi khuẩn gram lên men, rồi các cái họ vi khuẩn được CSGL, rồi đặc biệt là các cái CRI này là cái mà chúng ta cần phải chú ý để mà thế. Thường bây giờ cái cơ sở của chúng ta trên cái phối hợp thuốc để chúng ta điều trị gram âm á, thì người ta thường sẽ chọn một cái kháng sinh làm nền tảng, tức là cái co đó, thì thường đó là những cái kháng sinh mà còn rất hiệu quả. Ví dụ người ta có thể chọn cái polymyxin A là colistin, hoặc là polymyxin B. Polymyxin B thì chưa có phổ biến trên thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó người ta sẽ thêm vào những cái kháng sinh khác phối hợp với lại cái colistin này hay là polymyxin B này để chúng ta điều trị các cái con rau mầm đặc khác. Và những cái thuốc mà thêm vào này á, có khi nó là đã bị kháng, cũng như carbapenem có thể bị kháng, nhưng mà khi chúng ta phối hợp với lại cái một cái thuốc nền tảng thì nó trở lại thành hiệu quả. Thì những cái thuốc mà mình phối hợp có thể là carbapenem, có thể tigercilin, có thể fosfomycin, aminoglycosid hay là những cái thuốc khác, đó là những cái mà chúng ta cần chọn. Cái thường thì chúng ta thấy là cái polymyxin của mình á, nó sẽ phối hợp với các cái thuốc có đích là vách, là nó tác động vào vách tế bào, ví dụ như mepenem, meropenem, hoặc là phối hợp với những cái thuốc mà nó tác động vào DNA hay là RNA, hoặc là tác động lên cái sự tổng hợp protein của vi khuẩn. Đây là những cái cơ quan đích mà chúng ta muốn chọn thuốc của những nhóm khác nhau, chúng ta căn cứ vào đó để chúng ta có thể phối hợp. Thì hiện nay đó, cái tùy chọn của mình đó, thì thường thường như ở Việt Nam mình đó, ta hay chọn cái polymyxin A, tức là colistin, rồi chúng ta sẽ chọn phối hợp với lại những thuốc này. Đôi khi có những cái phác đồ chúng ta phối hợp cái double carbapenem, tức là dùng hai cái carbapenem liền. Thì trước kia đó thì người ta thường sử dụng một cái carbapenem thế hệ thứ hai phối hợp với lại một cái carbapenem thế hệ thứ nhất, ví dụ như etapenem, coi như etapenem là một cái cặm tử quân dùng để cho nó tiêu thụ hết tất cả những cái nguyên kháng của vi khuẩn. Và từ đó đó nó tạo điều kiện cho cái carbapenem thứ hai này xâm nhập phá vỡ vào vi khuẩn, tức là các cái enzyme mà nó sinh ra để chống lại cái carbapenem á, thì là carbapenem thì cái carbapenem nó làm cặp thủ quân để cho nó tiêu thụ hết, rồi chúng ta sử dụng cái enzyme hay là meropenem vào để làm tác động thêm. Thì giờ thì người ta có thể phối hợp rất là nhiều thứ,
Rupo và Gamem bây giờ người ta có thể phối hợp cái imipenem với doripenem, rồi phối hợp meropenem với doripenem, vân vân. Ngoài cái imipenem thì nó cũng cho những cái hiệu quả tương tự. Nhưng mà thực sự ra chúng ta chưa có những cái nghiên cứu lớn, nghiên cứu mà đủ chứng so sánh để chúng ta đánh giá một cách đầy đủ các cái Rupo và Gamem với nhau. Ngoài ra thì chúng ta có thể phối hợp cái colistin với những cái thuốc này. Bây giờ trên thị trường của chúng ta bắt đầu xuất hiện hai thứ: ceftolozan tazobactam và ceftazidime avibactam. Đây là hai cái thuốc mà người ta trông đợi nó có hiệu quả để điều trị những cái nhiễm khuẩn gram âm đa kháng. Và cái nhiễm khuẩn gram âm đa kháng này, thực sự nếu mà chúng ta không có những cái sự giúp đỡ của những nhà vi sinh học thì nhiều khi chúng ta cũng rất là mò mẫm. Vì tuy nó là thuốc mới, nhưng mà nếu chúng ta không biết được cái gen của cái kháng thuốc, của cái loại đó là thứ gì đó, thì chúng ta chọn điều trị nhiều khi đơn trị liệu nó cũng vẫn là thất bại. Chúng tôi sẽ nói ở phần sau. Thường thì với colistin, thì chúng ta nếu mà các bạn ở Bạch Mai thì cái liều colistin này của chúng ta cũng dựa trên những cái nghiên cứu và dựa trên cái ngưỡng của nó với MIC của vi khuẩn, thì cái liều của chúng ta thường ở ngoài ta dùng có 6 triệu. Ở trong miền Nam thì trước kia tôi cũng dùng 6 triệu, cũng y như ngoài chỗ ở Gia Bình, ngoài Hà Nội. Nhưng sau này thì cái nguy cơ mà nó sẽ gia tăng đề kháng. Thành ra nếu với những trường hợp mà chức năng thận của bệnh còn tốt đó, chúng tôi vẫn sử dụng cái liều đầu colistin liều tải 9 triệu, và sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta mới tính toán cái chuyện giảm liều sau, duy trì bằng cái liều 4,5 triệu 12 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó chúng ta có thể phối hợp với các thuốc khác. Đây, các bạn thấy là những cái thuốc mới, ví dụ như Avica hay là Zavicepta là ceftazidime phối hợp với một cái chất ức chế beta lactam mới đây, thì cái thuốc này nó cho phép chúng ta đánh vào cái vi khuẩn mà đã sinh KBC hoặc là ốc xa. Nhưng nếu mà vi khuẩn mà không phải cái này á, thì chúng ta dùng dùng cái này không hiệu quả. Hoặc là ceftolozan tazobactam, chúng ta thấy nó tác động đến các cái vi khuẩn mà sinh ra tem, SHV, CTSM, ốc xa vân vân. Nhưng nếu mà chúng ta thấy là KPC mà chúng ta cho cái này thì lại không hiệu quả. Do đó đó, nhiều khi chúng ta bây giờ chúng ta mò mẫm trên lâm sàng trong những nơi không có điều kiện, ngay bệnh viện tôi làm bây giờ cũng vậy. Sau 24 đến 48 giờ mà mình thấy mình cho thuốc mới rồi mà nó không hiệu quả, thì đúng là chúng ta phải chuyển đi, chúng ta tìm coi cái gen của nó là gì. Chúng ta kịp thời chúng ta điều trị. Kết quả gen về rồi thì nó giúp mình là rất là dễ dàng. Thì đây là những cái thế hệ sau, ví dụ như ở MSD thì sẽ có cái imipenem, relebactam, relanza này, thì tương lai nó cũng là một cái thuốc để điều trị các cái vi khuẩn gram âm mà nó sinh ra thì rất tốt. Và khi nếu mà chúng ta có được cái này rồi thì các bạn yên tâm là mình đơn trị liệu vẫn là ok chứ không cần phải phối hợp, nếu mà chúng ta biết được đích xác. Bên cạnh đó chúng ta thấy rằng là cũng nhiều các cái thuốc kháng sinh mới, ví dụ như eravacycline, nó thuộc nhóm tetracycline đó, đây là một cái nhóm cycline điều trị gram âm đa kháng, hoặc là plazomicin là một cái aminoglycoside mới, hoặc là cefiderocol là một cái cefalosporin thế hệ mới, thì cũng giúp mình điều trị các cái vi khuẩn gram âm đa kháng tốt. Như vậy thì khi có kết quả vi sinh và kháng sinh đồ á, thì vấn đề chúng ta trở thành đơn giản. Hồi nãy các bạn có hỏi là khi nào xuống thang như thế nào, thì mình thấy thế này. Với vi khuẩn gram dương thì thường chúng ta không cần phối hợp kháng sinh, như đấy chúng nó nêu, kể cả chúng ta có là MSA hay là enterococcus faecium, chúng ta chỉ cần chọn đơn trị liệu thì nó rất nhanh thuốc, khi chúng ta chọn linezolid. Ok, nhưng vi khuẩn gram âm chúng ta phải cẩn thận xem coi đây là những vi khuẩn CTSPL, những vi khuẩn lên men đa kháng hay là nó là CRI, TB, thì chúng ta quyết định đơn trị liệu hay phối hợp. Thường thì đối với những cái bệnh cảnh nặng chúng ta sẽ phải phối hợp thuốc ngay từ đầu. Và vấn đề chúng ta nêu nào đấy đó, xuống thang như thế nào đối với vi khuẩn gram dương, nếu kết quả kháng sinh đồ của mình về không phải là MRSA hoặc là enterococcus faecium, thì người ta khuyến cáo chúng ta rằng là phải ngưng ngay những cái thuốc mà tác động lên các vi khuẩn gram dương, mà tác động lên MRSA hay là VRE. Ví dụ như chúng ta đang xài vancomycin hay xài linezolid mà kết quả kháng sinh đồ về không phải cái này, chúng ta ngưng.
Nếu nó là MSA thì chúng ta có thể chúng ta xài lại Cloxacillin, chúng ta xài Cefazolin hay là xài Cefavirin-3 hay là Fitazo, hoặc là chúng ta dùng insulin vẫn tốt cho MSA. Vì đã có những cái công trình nghiên cứu người ta thấy rằng những cái thuốc này nè, chúng ta mà điều trị MSA với lại các cái nhóm như vancomycin thì kết quả nó còn tệ hại hơn là chúng ta dùng cái này. Thành ra đối với MSA thì chúng ta chọn những cái thuốc này là phù hợp. Không phải MSA thì tôi khuyến cáo nhắc ba các bạn lần nữa là chúng ta ngưng ngay những cái thuốc điều trị MSA để chúng ta dành lại cho những cái trường hợp đúng nghĩa của nó. Còn đối với vi khuẩn gram âm, hồi nãy thầy chủ cũng có nêu không phải trường hợp nào chúng ta cũng phải phối hợp thuốc, nhưng đa phần trong những bệnh cảnh nặng khi chúng ta chưa biết được vi khuẩn đó là cái gì thì chúng ta phối hợp, có kết quả kháng sinh đồ rồi mà nó là CSPL hoặc nó là vi khuẩn gram âm đa kháng thì chúng ta nên phối hợp thuốc để chúng ta có đạt được một cái hiệu quả tối ưu, và sau đó thì chúng ta có hiệu quả rồi thì bắt đầu chúng ta mới xuống thang. Người ta cũng khuyến cáo chúng ta capamenem nên được dành cho những cái trường hợp vi khuẩn gram âm đường ruột mà sinh với tác nhân phổ rộng nhé, hoặc là pseudomonas hoặc là acinetobacter, đấy là những cái mà chúng ta thường và ngay cả xuống thang kháng nấm cũng vậy. Kháng nấm ngay từ đầu có thể chúng ta những trong những bệnh cảnh nặng chúng ta điều trị nấm bằng những cái thuốc mà hiện đại thuộc cái nhóm echinocandin, chúng ta có thể chọn capmorphin, chọn anidulafungin hay là micaphungin vân vân, nhưng mà sau đó đó khi có hiệu quả chúng ta phải xuống thang. Ở đây trong trường hợp đấy ví dụ nhiễm candida mà sau khi cấy đã âm tính rồi mà hiệu quả điều trị tốt thì chúng ta có thể xuống thang bằng fluconazole hoàn toàn hợp lý. Và cái này là trên lâm sàng tôi đã thực hiện và cũng đạt cái hiệu quả cao. Và cái ngay cả xuống thang chúng ta không có fluconazole tĩnh mạch chúng ta cũng có thể dùng fluconazole uống với cái liều mà chấp nhận được. Ví dụ như chúng tôi có thể dùng tới cái liều 800mg uống viên 200 vẫn là hiệu quả chứ thưa. Còn nếu mà chúng ta không có cái viên 200 chúng ta dùng viên 150 thì mình dùng 600mg khi chúng ta xuống thang vẫn đạt hiệu quả trong cái điều trị. Đó, cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải hiểu được cái khó khăn của mình bây giờ là thế này nè. Trong trường hợp mà kết quả vi khuẩn âm tính chúng ta xuống thang sao? Cấy ra vi khuẩn dễ quá, giờ nó không có, cấy không ra. Và cái khổ nỗi là cái cấy không ra này mà đặc biệt cấy máu thì nó lại nhiều. Chúng ta thấy rằng cấy máu nó tối đa chỉ có khoảng 20-40% dương tính là giỏi lắm rồi đó. Bây giờ cấy không ra thì chúng ta xuống thang thế nào? Thì người ta thấy rằng là các cái nhà hồi sức á, trong những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn nặng đó, nếu mà chúng ta không có cải thiện ở lâm sàng á, thì người ta thường giữ nguyên chứ người ta không xuống thang. Còn người ta xuống thang trong trường hợp mà cấy âm tính, ví dụ nhân viên của bệnh viện, thì người ta vẫn có thể xuống thang. Xuống thang thì chúng ta chọn những cái kháng sinh tốt nhất là cùng nhóm nếu được. Còn không thì chúng ta xuống thang. Xuống thang bây giờ người ta hiểu cái nghĩa rất rộng, tức là các bạn đang phối hợp kháng sinh, có thể 2 kháng sinh, 3 kháng sinh, 4 kháng sinh. Chúng ta xuống thang nghĩa là chúng ta chọn giảm cái số lượng kháng sinh đi để khu trú vào cái tác nhân gây bệnh. Chúng ta xuống thang thứ hai là chúng ta chọn các kháng sinh phổ hẹp hơn. Cái đó cái nghĩa thứ hai. Và cái nghĩa thứ ba trong cái xuống thang là chúng ta có thể chuyển kháng sinh từ đường tĩnh mạch sang cái đường uống cho nó phù hợp. Ví dụ như tình trạng này cho hiệu quả thì chúng ta có thể chọn kháng sinh chuyển xuống thang bằng cái đường tĩnh mạch sang đường uống. Ví dụ chúng ta đang xài quinolone, chúng ta đang xài levofloxacin thì chúng ta có thể chuyển cái quinolone đường tĩnh mạch sang đường uống. Ví dụ như levofloxacin, cái tính khả dụng sinh học của nó khá cao, nó đạt gần như tương đương ở với đường tĩnh mạch, thì chúng ta nếu bệnh nhân không có vấn đề gì rồi được tiêu hóa, tình trạng hấp thu tốt, lâm sàng cải thiện thì chúng ta hoàn toàn yên tâm chúng ta chuyển sang cái đường uống mà không có một cái trở ngại gì. Còn thí dụ như ciprofloxacin chúng ta đang dùng đường tĩnh mạch 1g/2, cái tính khả dụng sinh học của cipro nó chỉ đạt khoảng 80% đối với thuốc uống so với đường tĩnh mạch, thì chúng ta tăng liều lên ở cái chỗ là chúng ta dùng đường uống chúng ta dùng 1g/2 nhân 3 lần mỗi viên 500, hoàn toàn hợp lý trong cái điều kiện như thế này. Đấy là những cái cách của chúng ta. Tuy nhiên mình thấy rằng là những trường hợp mà cấy âm tính và những trường hợp viêm phổi nặng liên quan thở máy tốt nhất chúng ta nên giữ nguyên. Thế thì trong những cái trường hợp mà vi khuẩn âm tính thì chúng tôi khuyến cáo này nè,
Nếu chúng ta không tìm được tác nhân gây bệnh thì chúng ta dựa vào đánh giá lâm sàng một cách thận trọng và kết hợp với lại các cái chỉ số về nhiễm khuẩn khác, ví dụ như CRP, calcitonin, để mà chúng ta quyết định nên xuống thang hay là nên giữ nguyên. Cái khó là khó trong cái trường hợp này. Ở đây là những cái thuốc mà người ta khuyến cáo chúng ta có thể xuống thang. Ví dụ với vi khuẩn gram âm, mình đang xài imipenem, pyrimidem và bây giờ chúng ta thấy là nó không phải là pseudomonas, nó không phải là acinetobacter thì chúng ta có thể xuống thang bằng entamoeb được, có thể xuống thang bằng piperazo được, vân đây là những cái cách mà chúng ta làm. Hoặc là chúng ta có thể trang từ những cái thuốc mà cetirizine, chúng ta có thể xuống thang bằng những cái thuốc tương tự, ví dụ như amoxicillin đó, nếu mà tác nhân gây bệnh của mình nó phù hợp. Đó là những cái cách mà các bạn chú ý. Đối với lại xuống thang thì có khi không nhất thiết, nếu mà chúng ta có những cái thứ thuốc cùng nhóm thì xuống thang chọn cái thuốc đồng loại với tính khả dụng sinh học tốt thì là càng tốt, còn không thì chúng ta có thể chọn những cái thuốc mà nó thuộc cái nhóm khác mà có hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như chúng ta điều trị một cái nhiễm trùng đường tiết niệu do coli, đang điều trị bằng imipenem, lactatin. Trong những cái ngày đầu do bệnh nhân sốt mà chúng ta có thấy nguy cơ nhiễm trùng, sau 3 ngày điều trị mình thấy tình trạng bệnh nhân hết sốt, giảm nhiễm trùng, nhiệt độ bắt đầu lui, bạch cầu xuống, rồi là mình thấy là bệnh nhân giảm các cái nhóm calcitonin giảm, mà cái kết quả về E.coli lại nhạy cảm với lại quinolone thì chúng ta chuyển sang dùng quinolone, đâu có nhất thiết phải dùng imipenem nữa. Thì đó là cái cách mà chúng ta mà trong thực tế, trong thực hành chúng ta sẽ làm. Như vậy thì để cái hạn chế áp lực thuốc kháng sinh đó, để tránh cái gây ra cái hậu quả mà cái tình trạng đề kháng kháng sinh nó xảy ra, thì chúng ta ngưng kháng sinh nếu không có chứng cứ nhiễm khuẩn. Ở đây nếu chúng ta thấy bên cạnh cái mà chúng ta không tìm được một nguyên nhân, đó là do virus chẳng hạn, chúng ta ngưng. Nó ngưng kháng sinh, nếu chúng ta không tìm được MSA thì chúng ta ngưng vancomycin, ngưng những cái thứ thuốc mà điều trị những cái con vi khuẩn gram dương đa kháng. Chúng ta chuyển kháng sinh phù hợp nếu mà có thể được. Còn cái vấn đề còn lại là bây giờ thời gian điều trị kháng sinh như thế nào? Hồi nãy thì tôi có nêu trung bình á, chúng ta thấy là một đợt điều trị của mình như 7 ngày là đủ. Nhưng đối với là những vi khuẩn đa kháng hoặc là những cái vi khuẩn lưng không lưng như là Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa trong điều trị Việt Nam thì chúng ta phải kéo dài cái thời gian điều trị, thường trung bình là dùng 14 ngày, thậm chí có trường hợp phải dùng đến 21 ngày thì chúng ta mới kiểm soát được. Thì chúng ta muốn dùng bao nhiêu ngày, ngoài các cái tiêu chuẩn lâm sàng, chúng ta nên dựa vào các cái chỉ số mà đánh giá cái tình trạng nhiễm khuẩn như là CRP, procalcitonin để chúng ta có thể xuống thang. Như vậy thì xuống thang kháng sinh nghĩa là gì? Nghĩa là ngưng kháng sinh nếu không có chứng cứ nhiễm khuẩn, ngưng kháng sinh kháng MSA nếu không có phải là MSA, hạn chế dùng kháng sinh phổ rộng nha, và chúng ta đơn trị liệu sớm, và cái kế hoạch của chúng ta phải thời gian trị liệu là ngắn. Thế cái khi mà chúng ta chọn kháng sinh như vậy rồi, điều trị như vậy thì chúng ta nói là luôn luôn và những ngày tiếp theo chúng ta phải xem lại cái phác đồ điều trị của mình, tìm cách chúng ta tối ưu cái hiệu quả điều trị, phòng ngừa kháng thuốc và tránh được cái độc tính cũng như là tiết kiệm được cái chi phí điều trị. Cái này rất lớn, nếu mà chúng ta làm đúng thì nó rất hiệu quả. Cái thời gian điều trị kháng sinh là chúng ta dùng bao nhiêu ngày là đủ thì thường chúng ta sẽ dựa vào cái gì? Chúng ta dựa vào những yếu tố sau. Thứ nhất là về lâm sàng, chúng ta xem bệnh nhân có giảm sốt không, có nhịp tim nhanh hay không. Nếu bệnh nhân vẫn còn sốt, nhịp tim nhanh mà chúng ta lý giải bằng những nguyên nhân khác không phải là nhiễm khuẩn thì không thành vấn đề. Còn nếu mà chúng ta thấy là sốt, nhịp tim nhanh bắt đầu nó có cải thiện, các cái chức năng cơ quan phụ tạng có cải thiện, các cái chỉ số về nhiễm trùng như CRP, procalcitonin nó đều giảm, nguồn nhiễm khuẩn của chúng ta đã kiểm soát được, loại vi khuẩn của chúng ta có thể không phải là các cái loại vi khuẩn đa kháng, không phải là vi khuẩn CFPL, thời gian điều trị mình sẽ là ngắn. Như vậy thì căn cứ trên tất cả những cái yếu tố này thì chúng ta sẽ quyết định được cái thời gian điều trị của mình. 7 ngày, 10 ngày, 12 ngày, 14 ngày hay 21 ngày, nó tùy thuộc vào cái lâm sàng chúng ta phối hợp. Và các bạn nên nhớ rằng, ví dụ các bác sĩ như tôi chẳng hạn, thì đánh giá quyết định thời gian là chúng tôi phải dựa hết tất cả vào bấy nhiêu các yếu tố này, chứ không bao giờ dựa có một cái. Mình phải dựa càng nhiều yếu tố càng tốt, càng nhiều yếu tố thì nó sẽ giúp cho mình quyết định cách nó chính xác hơn. Và mình thấy rằng là
Hiện giờ những cái nghiên cứu mà sử dụng procalcitonin để hướng dẫn điều trị nó đã rất phổ biến rồi. Người ta căn cứ vào đây, ngoài là procalcitonin nó giúp cho mình để chẩn đoán nhiễm trùng, thì người ta dựa trên cái các cái phân số của procalcitonin nó đang gia tăng, bây giờ chúng ta điều trị nó cải thiện thì nó sẽ giảm, và nó hướng dẫn cho mình là rút ngắn được cái thời gian điều trị cũng như là sử dụng được kháng sinh một cách nó hợp lý hơn và cải thiện được cái tỷ lệ sống của bệnh nhân. Như vậy thì đối với một cái tình trạng nhiễm khuẩn đó, chúng ta còn chú ý nhiều yếu tố khác nữa. Khi chúng ta cho kháng sinh thì chúng ta phải chú ý đến vấn đề coi cái tình trạng tim mạch bệnh nhân có cái tăng cái thanh thải thận hay không, vì chính cái điều này á, nó sẽ làm giảm cái nồng độ thuốc, hoặc là cái tính thấm của bệnh nhân ở trong các cái mô nó có thay đổi không, có các cái tình trạng pha loãng máu hay không. Thì chính những cái này nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là gia tăng các cái khoảng trong gian bào và thuốc nó sẽ ngấm vào đây, thì từ đó nó cũng làm giảm nồng độ thuốc. Và như vậy khi nếu chúng ta đối diện với cái này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tăng cái liều tải lên. Còn bên cạnh đó những cái trường hợp, những yếu tố khác có thể tác động vào, ví dụ như hạ albumin máu, những cái rối loạn về chức năng của thận hay gan nó làm giảm thanh thải, thì những yếu tố này nó sẽ làm cái gì? Nó làm tăng cái nồng độ thuốc, và như thế thì chúng ta sẽ phải thận trọng, không thì bệnh nhân sẽ có những cái độc tính do thuốc của chúng ta gây ra. Khi chúng ta dùng kháng sinh thì chúng ta chú ý các cái nhóm, những nhóm những phụ thuộc vào nồng độ như nãy tôi đã nêu, thì chúng ta cần đạt cái Cmax này hoặc là AOC nha, và những cái nhóm phụ thuộc vào thời gian ta, đây là những cái nhóm thuốc mà các bạn có thể tham khảo để chúng ta có thể vận dụng những cái kiến thức về dược động học và dược động học cho tốt chúng ta sử dụng. Như vậy thì khi chúng ta chọn kháng sinh để điều trị những bệnh nhân nặng thì cái điều đầu tiên là ta phải chú ý là phải chọn kháng sinh cho đúng những thích hợp, và chúng ta cho càng sớm càng tốt nha, càng sớm càng tốt. Ví dụ như ở đây người ta thấy là cho trong viêm phổi đang á, nó sẽ giảm được cái viêm phổi lưu thần máy, nó sẽ giảm được tử vong ở trong cái nhiễm khuẩn. Và cái thời gian của chúng ta dùng á, mình thấy rằng càng sớm càng tốt á. Ví dụ như đối với viêm phổi cộng đồng người ta thấy là trong vòng 4 giờ, đối với viêm màng não càng nhanh càng tốt. Có thể là khi mình khám thấy cái cổ bệnh nhân cứng là mình có chưa cần làm gì, có thể tiêm kháng sinh luôn trước khi chúng ta đẩy đi chụp CT scan, có trước khi chúng ta chọc dò trên ống thủy. Nó đến khuyến cáo đến mức như vậy, tức là những bệnh nhân và mình thấy là chết chết, người ta thấy trong vòng 1 giờ, trong vòng 1 giờ, nhưng mà trong cái gói mà xếp xích cặp bên bên đường năm 2018 đó, cái cập nhật đó mình thấy người ta nếu trong vòng 1 giờ gói để thực hiện, nhưng mà người ta lại học theo một câu là cho kháng sinh càng sớm, tức là nếu nó sớm hơn 1 giờ thì càng quá tốt. Và chúng ta biết được là cái vấn đề chúng ta tối ưu cái hiệu quả điều trị bằng các cái liều cũng như là các khoản liều cho thuốc, và chúng ta xem lại cái tình trạng mà cái thuốc nó vào đến cái mục đích, cái này rất rất quan trọng các bạn. Và nhiều khi các thầy thuốc lâm sàng chúng ta không chú ý cái này là chúng ta thất bại, chúng ta cho đúng thuốc đúng tên vi khuẩn rồi, theo kháng sinh đồ đúng rồi, nhưng mà chúng ta quên đi là nó không vào cơ quan gốc được, thì cái này và ngoài ra chúng ta chú ý những yếu tố khác trong vấn đề đề kháng cũng như là gây các cái tác dụng phụ, các bất lợi của thuốc. Như vậy thì để cái kết luận cái chương đề này đó, trong vấn đề phối hợp kháng sinh đó, nó là một nghệ thuật trong cái điều trị. Thế đối với lại trong những cái trường hợp nặng chúng ta chưa biết được tác nhân gây khuẩn gì, thường thường chúng ta điều trị theo kinh nghiệm thì chúng ta phải cho kháng sinh chủ động. Chủ động đây có thể đơn trị liệu. Nếu mà chúng thấy rằng cái kháng sinh của ta chưa đủ phổ rộng đối với những tác nhân gây bệnh thì chúng ta phối hợp kháng sinh. Và cái điều tiên quyết trước khi chúng ta làm điều này thì các bạn luôn luôn bao giờ cũng nhớ là chúng ta phải lấy bệnh phẩm, cấy máu, cấy nước tiểu, cấy đàm, cấy mủ, cấy dịch rất tương, cấy các cái dịch đáo tụy, hoặc là những cái dịch của những cái nơi mà chúng ta nghĩ rằng là dịch sinh học có thể có, là có thể có cái tác nhân gây bệnh. Và sau khi có kết quả vi khuẩn và kháng sinh đồ về thì chúng ta thấy cái thời điểm này là cái thời điểm của chúng ta phải xuống thang và dùng kháng sinh phù hợp như có thể. Tuy nhiên nếu nó là vi khuẩn đa kháng thì có khi chúng ta lại thêm một cái món gì đó để chúng ta tránh được cái tình trạng. Khi chúng ta đang điều trị cặp APNM, bây giờ nó lại sinh ra một cái người mà có là CRI chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta biết là chúng ta phải chọn đó nữa để chúng ta khống chế cái này. Và cái thời gian điều trị của mình dài hay ngắn
nó tùy thuộc cái đáp ứng lâm sàng bệnh nhân. Trong đó chúng ta đừng quên sử dụng các cái chỉ số giống như là đánh giá lâm sàng một cách hết sức cẩn thận để chúng ta có thể rút ngắn thời gian giảm được cái tác động không do thuốc gây ra, tác dụng có hại cho thuốc gây ra cho người bệnh và chúng ta tiết kiệm. Cái bài báo cáo của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự theo dõi và tất cả các chỉ số những người nghiệp.